Hoan hỷ chào mừng quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý bác, anh chị. Đong cho đầy hạnh phúc, có cho trọn lộc tài, giữ cho mạnh an khang, thắp cho chặt phú quý, cùng chúc nhau như ý, chúc năm mới bình an, cả nhà đều sung túc, mọi sự đều cát lành. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, đúng tháng 2 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, được thần Phật che chở, gặp hung hóa cát, vận may liên tục kéo đến, tiền bạc đổ về như mua, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Đầu tiên, tổng quan tính cách vận mệnh cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nam nữ mạng. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 là tuổi con khỉ, thuộc mệnh thổ, đại trạch thổ, nghĩa là đất nhà lớn. Cuộc đời người tuổi Mậu Thân khi còn trẻ thì cuộc sống không được thuận lợi cho lắm. Khi bước vào trung vận, mọi sự được tốt đẹp hơn. Đến hậu vận, được thành thơi, hưởng phúc, nhưng vẫn còn phiền muộn. Tiền bạc luôn đủ đầy, không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề này. Những người tuổi Mậu Thân có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 81 tuổi. Những người làm nhiều việc thiện, ăn ở hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo thì tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Nhìn lại quãng đường mà Mậu Thân đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Mậu Thân mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình nên Mậu Thân mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Mậu Thân mới cố vất vả ngược xuôi ở các thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên không có gì là sai khi Mậu Thân vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, làm lúc Mậu Thân cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Mậu Thân sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Mậu Thân dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Mậu Thân ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn, nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Mậu Thân có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Mậu Thân cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Mậu Thân luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Mậu Thân giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bộc chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Mậu Thân như một loại hồ đồ,
kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, mậu thân là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác, đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặn xem nhật nguyệt, mắt tựa hương sáng nhìn xuân thu. Với mậu thân, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Luận giải ý nghĩa dân gian của tiết kinh chập tháng 2 âm lịch. Theo lịch phương Đông, tiết kinh chập đánh dấu thời kỳ dương khí tươi mát, động vật thay lông đổi xác, thực vật ươm mầm nảy trồi, cảnh xuân tươi tốt, nên có ý nghĩa đặc biệt với người nông dân. Bắt đầu từ lúc này, người nông dân tiến hành hoạt động đồng áng, phòng trừ sâu bệnh. Thời gian này cũng là lúc dương khí trong cơ thể bắt đầu thịnh, con người trở nên nóng nảy và bức bối, cần có các biện pháp dưỡng sinh thích hợp để điều hòa, cân bằng, thư giãn tinh thần. Để dưỡng sinh trong tiết kinh chập, bạn tạo thói quen hàng ngày tốt cho cơ thể, để điều dưỡng thân thể và tinh thần thì sẽ tràn trề sức sống, nên điều chỉnh, bổ sung giấc ngủ cho hợp lý để thúc đẩy năng lượng, gia tăng sinh lực, ngủ đủ giấc và hợp lý cũng giúp gia tăng máu lên não, tỉnh táo và minh mẫn hơn, tuyệt đối tránh thức khuya. Đây cũng là cách giữ gìn sức khỏe rất tốt, điều hòa tâm tịnh, giải quyết tình trạng nóng giận vô cớ, bức bối trong người, nâng cao thể chất. Bạn cũng nên chú ý đến việc dưỡng sinh trong tiết kinh chập bằng cách thực hiện một số bài tập vận động tốt cho cơ thể như chạy chậm, đi bộ, duỗi người, đạp xe hay leo núi. Những bài tập này sẽ giúp cải thiện công năng của tim phổi, lưu thông khí huyết, thúc đẩy trao đổi năng lượng, rất có lợi cho cơ thể. Đây là cách dưỡng sinh trong tiết kinh chập đơn giản mà hiệu quả, có thể áp dụng mọi lúc, mọi nơi. Người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, đúng tháng 2 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 có nguyệt lệnh Đinh Mão, cùng với các tinh thiên đức chiếu, mang đến vận trình nhiều thuận lợi. Tháng này, người tuổi Mậu Thân gặt hái được thành tích gì đáng kể hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần quyết tâm và sự cố gắng của bản mệnh. Các tinh trợ mệnh giúp tinh thần của người tuổi Mậu Thân hăng hái, nhiệt tình khi bắt tay vào các công việc mới. Song vấn đề của tín chủ là không duy trì được phong độ, dễ bỏ dở dễ chừng. Về tình hình tài chính của người tuổi Mậu Thân trong tháng này, nhìn chung vẫn có dấu hiệu khởi sắc, nhưng để thu về được tài lộc như mong muốn thì mệnh chủ cần phải cố gắng, quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn. Những người tuổi Mậu Thân làm kinh doanh, buôn bán thì bản mệnh nên dứt khoát hơn trong các quyết định, chần chừ sẽ dễ bỏ lỡ thời cơ. Vận trình tình cảm thì có tốt, có xấu. Tháng 2 này, bản mệnh có mối quan hệ xã giao hài hòa, khá cởi mở. Người độc thân thì cũng nhiệt tình hơn với bạn bè khác giới, song mệnh chủ nên chân thành với mọi người, đừng để mình rơi vào cảnh lắm mối tối nằm không. Đối với những người đã lập gia đình, cần phải chủ động giữ khoảng cách với người khác giới, đừng để kẻ thứ ba trên chân phá hoại hạnh phúc mình đang có nhé. Dựa trên mối tương quan giữa đường số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cắt của tuổi Mậu Thân thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, căn cứ vào tử vi tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân được dự báo có nhiều bước tiến triển lớn. Một khi đã dốc toàn tâm toàn lực, quyết tâm theo đuổi mục tiêu thì ắt sẽ bội thu quả ngọt. Cục diện tam hợp cát lành xuất hiện trong tháng này, mở ra những cơ hội phát triển, thăng tiến. Dù sẽ có nhiều việc phải làm hơn ở thời điểm này, nhưng tinh thần của bạn luôn sẵn sàng, chủ động nhận việc, chứ không hề trốn tránh. Bản mệnh làm việc miệt mài, bất kể thời gian để chuyên tâm đạt được mục tiêu đã đề ra. Tháng này, bạn có phần mạo hiểm hơn, chấp nhận đương đầu với thử thách, để tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Rất may là vận khí đang ủng hộ bạn mưu đại sự, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Bạn cũng được cấp trên nâng đỡ, tạo thêm điều kiện để phát huy thế mạnh. Cũng bởi có thể nhìn ra được cơ hội thăng tiến và những thành quả mà mình có thể nhận được sau khi chạm tay tới cái đích trước mắt, tuổi Mậu Thân càng thêm hăng say cống hiến. Bạn đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích cho tập thể, tài năng và địa vị, nhờ đó lại càng thêm được khẳng định. Ngoài tinh thần làm việc hăng hái thì bản mệnh cũng rất cầu tiến,
ham học hỏi, nên có khả năng chuyên môn và nghiệp vụ sẽ được tăng cường. Điều này rất tốt cho chặng đường phát triển trong tương lai. Chẳng những vậy, tháng 2 âm lịch này, vận quý nhân của tuổi Mậu Thân cũng khá vượng. Các tinh hữu bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, các mối quan hệ xã giao ngày càng hài hòa. Dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng có thể thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Bởi vậy, nếu đang ấp ủ kế hoạch hay dự định nào quan trọng, bạn có thể mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công khá cao. Kể cả khi chưa thu được kết quả đúng như mong muốn ban đầu, bạn cũng có thêm kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế. Lưu ý nhỏ là tháng này có hung tinh Bạch Hổ rình rập, mức độ ảnh hưởng nặng, nhẹ, tùy thuộc ở mỗi người, rất cần sự thận trọng, chắc chắn và một thái độ khiêm tốn để không dính vào thị phi, tiểu nhân. Về phương diện tài lộc, trong tháng 2 âm lịch này, tài lộc của tuổi Mậu Thân có tài tinh thiên tài chiếu mệnh, lại thêm tam hợp thái tuế nâng đỡ, các kế hoạch kiếm tiền diễn ra suôn sẻ, nhiều khoản thu vào. Với người làm công ăn lương, công việc tiến phát triển thuận lợi, nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Thời điểm này, thứ tài dồi dào, nhất là vào giai đoạn cuối tháng, khi bản mệnh đón không ít tin vui về thu nhập hiện có. Đó có thể là một khoản thưởng nóng nào đó, cũng có thể là doanh thu vượt mức, hoặc một khoản nợ được ai đó hoàn trả. Người kinh doanh buôn bán cũng có cơ hội hốt vàng, hốt bạc từ chính sự mạnh dạn và nhạy bén với thời cuộc của mình. Cái duyên làm ăn của con giáp này lại càng có cơ hội được thực hiện trong tháng 2 âm lịch này. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, bạn cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời, đúng người, nên tiền tài nảy nở là điều tất yếu. Chỉ cần biết tận dụng triệt để cho các mối quan hệ xã giao, thì việc làm đầu tư sẽ cực kỳ sáng sủa. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành, vì tỷ lệ thành công khá cao. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Về tình duyên, tử vi tháng mới nhận xét, đây là khoảng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào với tuổi Mậu Thân khi nhân duyên tìm tới. Tháng này là thời điểm lý tưởng để tính chuyện yêu đương, cưới hỏi, có bắn hợp thúc đẩy, đào hoa khoe sắc rực rỡ, đặc biệt có lợi với người đang độc thân. Sự xuất hiện của hữu bật cũng mang điểm báo về nhiều mối quan hệ, nhiều đối tượng khác giới, nhờ đó bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn, nhưng đôi khi cái gì nhiều quá cũng không tốt. Việc nhân duyên quá vượng cũng có thể khiến bản mệnh thêm đau đầu vì khó lựa chọn. Thậm chí, ngày lắm mối, tối nằm không. Vì thế, tuổi Thân nên sớm đưa ra sự lựa chọn của mình, do dự sẽ khiến bạn mất đi cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Các cặp đôi đang yêu, tình cảm mặn nồng, gia đạo an yên, vợ chồng con cái không xảy ra mâu thuẫn nào quá gay gắt. Có chăng chỉ là chút xung đột nhẹ, nhanh chóng được giải quyết triệt để. Một số cặp vợ chồng cũng có thể đón tin vui về con cái. Về phương diện sức khỏe, tháng này nguyệt lâm đất bệnh báo hiệu sức khỏe của Mậu Thân có dấu hiệu sa sút rõ. Một vài triệu chứng bất thường xuất hiện cho thấy bạn không nên tiếp tục chủ quan với cơ thể của mình. Bạn có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, suy nhược. Nguyên nhân chủ yếu do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê, không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Công việc bận rộn khiến bạn bị cuốn đi, ăn uống ngủ nghỉ thất thường. Ngoài ra, tháng này Mậu Thân còn chịu ảnh hưởng từ hung tinh Bạch Hổ, cần chú ý đề phòng bị thương tật ở chân tay do té ngã hoặc va chạm xe cộ. Khi tham gia giao thông phải tỉnh táo, giữ khoảng cách an toàn, kẻo sơ suất xảy ra tai nạn dẫn tới thương tật. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng 2 âm lịch. Tử vi tuần 1, tuổi Mậu Thân, tháng 2 âm lịch 2024. Sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân có những bước tiến khá đáng mừng trong thời điểm này, được thiên ấn và chính quan chiếu mệnh. Bạn tìm được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình và thường được lãnh đạo đánh giá rất cao, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Việc kiếm tiền càng đến khoảng thời gian cuối tuần lại càng thuận lợi hơn. Nhiều các tinh soi chiếu cho thấy, dù làm nghề gì đi nữa, bạn cũng có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng, tiền lãi dư giả. Tuần này, bản mệnh cũng có thể cân nhắc thêm các kế hoạch đầu tư, mở rộng quy mô. Ngoài ra, sau dịch mã chiếu mệnh cho thấy, tuần này để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn phải di chuyển khá nhiều. Vì thế, bạn không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu tốt đẹp. Vợ chồng bạn biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau, nên nhiều công việc lớn được giải quyết nhanh chóng. Hai người cũng là nguồn động lực lớn lao, cổ vũ nhau cùng tiến về phía trước. Cẩm nang vượng vận,
quý nhân, thìn, hợi, tiểu nhân, ngọ, tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Con số phát tài, 19, 65, 82. Tử vi tuần 2, tuổi Mậu Thân, tháng 2 âm lịch 2024. Người tuổi Mậu Thân được trải qua một khoảng thời gian ngập tràn may mắn, cát tinh nâng đỡ, khiến cho công việc nào bạn xử lý cũng hanh thông, thuận lợi bất ngờ. Bạn còn học hỏi thêm được nhiều kiến thức hữu ích để phát triển bản thân. Tình hình tài chính có những bước phát triển rực rỡ, nhất là vào khoảng thời gian giữa tuần. Người làm kinh tế có thể nhận được khoản lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó của mình. Nhiều người còn nhận ra con đường làm ăn kinh doanh phù hợp với khả năng của mình. Trong chuyện tình cảm, sau bách Việt chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Với những người đã có đôi có cặp, bạn rất tôn trọng những suy nghĩ và cảm nhận của đối phương. Vì thế, trong những việc trọng đại, bạn luôn trao đổi, bàn bạc với đối phương trước tiên, nhờ vợ chồng đồng lòng mà việc gì cũng được giải quyết nhanh chóng. Thời gian này, nguyệt lệnh lâm đất bệnh, báo hiệu sức khỏe của Mậu Thân có dấu hiệu sa sút khá rõ, một vài triệu chứng bất thường xuất hiện, cho thấy bạn không nên tiếp tục chủ quan với cơ thể mình. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, tí, tiểu nhân, sửu, mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số phát tài, 19, 45, 23. Tử vi tuần 3, tuổi Mậu Thân, tháng 2 âm lịch 2024. Đầu tuần, người tuổi Mậu Thân nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Con giáp này có thể được phân công phụ trách thêm những nhiệm vụ quan trọng nhằm khẳng định vị thế. Hãy nhanh chóng nắm bắt, bạn đang bước những bước vững vàng trên con đường thăng tiến. Tình hình làm ăn kinh doanh cũng tiến triển thuận lợi trong tuần này. Những kế hoạch bạn đặt ra đang có những bước phát triển như dự kiến. Bản mệnh có thể không cần quá vất vả mà vẫn nhận được tiền bạc rủng rỉnh nhờ có sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Tuy nhiên, sao thiên cầu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức. Có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe thì cần khám chữa ngay. Phương diện tình cảm, nhìn chung không có biến động nào quá lớn. Nếu muốn thoát cảnh độc thân, bạn nên chủ động hơn nữa trong việc làm quen với mọi người, không nên sống mãi trong thế giới riêng. Trên thực tế, tình yêu sẽ làm cho cuộc sống của bạn thêm tươi đẹp đấy. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, tỵ, tiểu nhân, dậu, tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. Con số phát tài, 89, 22, 65. Tử vi tuần 4, tuổi Mậu Thân, tháng 2 âm lịch 2024. Người tuổi Mậu Thân có cơ hội được thăng quan tiến chức trong tuần này. Bản mệnh vốn là người nghiêm túc trong công việc, lại không ngại nhận thêm các nhiệm vụ khó, nên được lãnh đạo đánh giá rất cao. Những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Tình hình tài chính có khởi sắc vào giữa tuần và cuối tuần, như thế có nghĩa là bạn sẽ phải vất vả kiếm tiền nhiều hơn người khác. Con giáp này sẵn sàng làm việc, ngay cả khi mọi người chỉ muốn nghỉ ngơi, vì vậy khoản tiền kiếm được, dư giả cũng là hiển nhiên. Có điều, Bạch Hổ mang lại điềm báo, bạn cần phải quan tâm tới sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, cũng như lao động chân tay, để đề phòng những sự cố đáng tiếc. Phương diện tình cảm có nhiều cải thiện trong khoảng thời gian cuối tuần. Bản mệnh và nửa kia đã thẳng thắn với nhau hơn, nên nhiều hiểu lầm được hóa giải. Sau khi trải qua biến cố, hai người biết trân trọng và thấu hiểu nhau hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tí, thìn, tiểu nhân, mùi, dần. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số phát tài, 55, 09, 34. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nhiều nghiên cứu cho thấy tức giận có thể dẫn đến chết sớm. Bởi thế, nếu muốn sống thọ, nhất định phải tiết chế cơn nóng giận của chính mình. Câu chuyện cuộc sống dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về điều này. Trăm bệnh đều từ tước khí mà sinh ra. Vì thế, nếu muốn kéo dài cuộc sống, ngay từ hôm nay, cần phải tiết chế cơn nóng giận, thay đổi quan niệm sống, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, tu thân dưỡng tính. Câu chuyện cuộc sống về sự tức giận. Có một vị phu nhân thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày, bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi. Vị phu nhân tức giận, chể mắng ầm ĩ một hồi. Cao tăng cũng không để ý tới, rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn. Cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ,
vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng. Cao Tăng ở bên ngoài cửa hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này, để chịu tội khổ không biết. Cao Tăng vẫy tay áo rời đi, nói vọng vào, người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ, thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây? Một lát sau, Cao Tăng lại hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ? Tức giận cũng có làm được gì đâu. Cao Tăng lại rời đi. Lúc Cao Tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông, tôi hết tức giận rồi, bởi vì không gì đáng để tức giận. Cao Tăng cười nói, bà còn biết nó có đáng hay không? Xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí. Một hồi sau, đang lúc Cao Tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều, vị phu nhân hỏi đại sư, khí là gì vậy? Cao Tăng đổ nước trà vào trong tay, làm rơi vãi khắp đất. Vị phu nhân nhìn thật lâu chợt tỉnh ngộ, cảm tạ rồi rời đi. Bài học từ câu chuyện cuộc sống về sinh mệnh con người, sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị Cao Tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào lòng đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt từ giả thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng. Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh đoạt danh lợi, không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống, biết kiểm soát được nóng giận, mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ. Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý. Nếu để bạn mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu. Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đáng chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất. Đáng tiếc là thế giới này đại đa phần mọi người đều như thế, vết sẹo lành rồi lại vội quên đi nỗi đau. Người ta nên bình thản mà sống, khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất, là những điều mà chúng ta cần trân quý trong cuộc sống. Người khôn dùng 100 phần tiền để dưỡng sinh, 50 phần tiền mua bảo hiểm, 10 phần tiền khám bệnh, 1 phần tiền cấp cứu. Người ngu ngốc dùng 1 phần tiền để dưỡng sinh, 10 phần tiền uống thuốc, 50 phần tiền khám bệnh, 100 phần tiền cấp cứu. Đại đa số mọi người, lúc 1-2 năm cuối đời, sẽ tiêu hết tiền tích góp cả đời, chịu đựng tất cả các loại tác dụng phụ của thuốc Tây, hơn nữa còn bị mổ vài lần rồi mới rời đi. Vậy, phải đối phó với bệnh tật như thế nào? Đáp án chính là ở chỗ phòng bị, mà phòng thế nào mới hiệu quả? Câu trả lời đơn giản, bớt tức giận đi thì sẽ sống trường thọ. Bài học cuộc sống về tức giận và tuổi thọ. Hoa do tưới quá nhiều nước mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết, bạn kiểm soát cơn nóng giận bao nhiêu thì sẽ có thể sống thọ được tới đó. Người thường xuyên tự mình tìm người gây hấn, lòng dạ hẹp hòi thông thường được sống 20 đến 50 tuổi. Thường xuyên chịu, thường xuyên tự mình tức giận, cũng thường tức giận người khác, gọi là người phàm tục, thông thường sống từ 60 đến 70 tuổi. Thường xuyên để cho người khác tức giận, nhưng chính mình lại không quá tức giận, gọi là vĩ nhân, thông thường sống khoảng 80 tuổi. Bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không, gọi là cao nhân, thông thường sống khoảng 90 tuổi. Vừa không tức giận người khác mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống 100 tuổi hoặc hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Bàn biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.